Chào mừng các bạn quay lại đến với Nanamon World. Thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục một thức phụ một Nanamon tiếp theo. Bingo thì mình đã có rồi. Shoka Daily mình đã có rồi. Mình đang đi tìm một cái con này. Con này này. Spooky. Đây là mom linh hồn ma. Trời ơi. Sát tin nhiều rồi mà lại còn bị đánh nữa. Đây rồi, Spooky. Được rồi, thế này là ok. Thẻ chứa Nanamon tiến lên. Hoàn thành, Spooky đã được thu phục.
Đây rồi, Davis. Chùm tia đen tối. Trời ơi. Và nhiều thì David sẽ thu phục ở đây thôi. Đấy rồi, Momba. Thẻ chứa Nanomon tiến lên. Hoàn thành Momba. Có hai con nữa.
mong là cố gắng xích được, có thể là thu phục tỷ lệ thu phục Nevis. Đây rồi. Thunder Blast. Ôi trời ơi. Mới một đoạn một nửa mà vẫn còn một nửa, nhưng mà chỉ lấy thu phục được thì sẽ hơi khó. Lá lai đây rồi. Thunder Blast. Thẻ chứa Dynamo Bomb tiến lên. Tiến hóa Dynamo Bomb đã. Xin cánh cụp Bingo. Tiếng hoàn đen nó mong khác cũng vậy. Đấy rồi. Kip Flick tiếng hóa. Bây giờ thì chỉ có một Dynamon thôi, bình thường. Chiến đấu. Thunder Blast. Thank you.
Yêu mình. Sâu quầy. Sóng nước bùng nổ. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn trình tại đây. Nếu ai nào thích video này thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.